Nhà có thằng chồng sát cá, bắt toàn cá to, lâu lâu còn bắt được rùa, rắn, đồ các kiểu nữa chứ. Còn bà chị chồng thì đang tu tập, mỗi lần hay nhà bắt được con gì là bà cũng đòi thả hết trơn. Nay về nhà ông anh ở Hậu Giang được ông đãi cho bữa tiệc rắn nè. Chứ con rắn hôm bữa ông chồng tôi bắt được, chị hai kêu thả rồi còn đâu nữa mà ăn. Mà không biết đây là rắn gì ta, mấy con rắn này ông anh Phúc mua lại của một người bạn, hình như là 2-3 con gì đấy, mà trong đó có một con toàn trứng không luôn. Với những người bình thường thì ăn thịt rắn rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên với những người có máu nóng và trẻ em thì không nên ăn thịt rắn nha. Còn riêng bà bầu thì Phúc cũng không rõ là có nên ăn thịt rắn hay không, chứ hồi có bầu bé Sonic là Phúc thèm ăn thịt rắn dã man luôn, nhất là cái món rắn hầm giả. Lúc Phúc có bầu hồi đó hai vợ chồng còn làm bên quán trà sữa Mỹ Tho gần giếng nước á, gần chỗ làm người ta bán rắn nhóc hết trơn, nguyên thai kỳ chắc cũng ăn cỡ mấy con á. Coi ông anh cưng bà chị dâu ghê chưa, ổng nói ăn trứng rắn tốt cho em bé nên chừa hẳn cho bả 2 cái trứng to nhất luôn. À mà ngoài chuyện ăn thịt rắn, mấy chị em nhớ thoa mở răng ngừa rạn từ tháng thứ 3 trở về sau nha, chứ để sanh xong cái bụng nó nứt nó rạn tùm lum là khó trị dữ lắm đó. Còn bạn nào chưa biết đến mở răng mà bị rạn bụng, rạn đùi, rạn ngực sau sinh thì em mở này cũng giải quyết được hết luôn nha.